Chương trình An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào các đồng chí và quý khán giả. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động của Công an thành phố Cần Thơ, mời các đồng chí và quý khán giả theo dõi ghi nhận của phóng viên chương trình về kết quả thực hiện thí điểm xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố qua phóng sự chung sức giữ gìn an ninh trật tự. Sau đây là phần nội dung chi tiết. Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ tích cực thực hiện cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Cần Thơ tích cực thực hiện cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Ngày 11 tháng 9 năm 2012,